là tốt nha, nhưng mà ví dụ có mascara hay nền lì á thì cần phải có một cái gọi là tác động lực mạnh hơn xíu. Nói chung về cơ bản thì tẩy trang dạng nước thì rất khó để có thể tẩy mascara, nên nếu có mascara thì các bạn nên có nhiều biện pháp áp lực lên cái vùng mascara đó để có thể làm sạch sâu. Sản phẩm tẩy trang này như thấy là những cái chất hoạt động bề mặt của nó nói chung là cũng tương đối nhẹ dịu, thì ở Cuba hình phải có một tí fragrance các bạn cân nhắc.